niên Tarit, năm nay 16 tuổi, sống ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ngay từ khi sinh ra, đã có đôi bàn tay lớn khổng lồ. Đôi tay biến dị của Tarit được coi là một trong những bàn tay lớn nhất thế giới hiện nay. Trường hợp của Tarit đã được không ít bác sĩ, chuyên gia đến nghiên cứu. Thế nhưng cho đến tận ngày nay, triệu chứng cậu gặp phải khiến đôi tay phình to như vậy vẫn chưa được xác định. Đôi tay của Tarit trở thành một bí ẩn mà y học chưa thể giải mã được. Vì vậy, đến nay cậu vẫn chưa có cách nào để thực hiện phẫu thuật giảm kích cỡ đôi tay này. Vì sống ở vùng quê nghèo, chưa phát triển, nhiều người trong làng cho rằng Tarit bị quỷ ám. Vì đôi tay quá bất tiện, Tarit không thể sinh hoạt như người bình thường. Rất nhiều hoạt động hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, cậu đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Dù khó khăn như vậy, cậu thiếu niên Tarit vẫn lạc quan rằng một ngày nào đó mình sẽ được chữa khỏi.